Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Bạn có tin rằng trên đời này thật sự có một loài sinh vật sở hữu ngoại hình cực dị khi có đầu cá, đuôi tôm, thân lại trong suốt như sứa không? Nghe thôi đã thấy ảo con nhà bà Diệu rồi nhỉ? Nếu muốn thật sự tìm hiểu về em nó thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua video này của Bún rồi. Loài cá này có tên là Sanpa Majore hay còn gọi là cá bống biển, thường được tìm thấy ở vùng biển lạnh phía Nam Đại Dương. Chúng có chiều dài khiêm tốn từ 1 đến 10cm và sở hữu ngoại hình trong suốt vô cùng đặc biệt, do đó rất khó để có thể nhìn thấy chúng trong nước, dù ở ngay trước mắt. Ngoại hình ảo ma này thật sự khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Chúng di chuyển bằng cách co người lại, kéo nước ở đầu phía trước và đẩy nước ra sau như lực đầy phản lực. Thức ăn của chúng là phù du trong nước, được thu nạp bằng cách căng thân đón lấy nước, rồi hút luôn phù du trong đó làm mồi nhậu. Phía trong cơ thể trong suốt của chúng có một lớp màng nhầy, tuy mỏng nhưng đủ sức làm sạch tất cả những thành phần oánh chén được, rồi loại bỏ những phần dư thừa ra ngoài, độc lạ quá nhỉ. Nhờ sở hữu body độc và đỉnh, cá bống biển dễ dàng ngụy trang và tránh được sự săn lùng của kẻ thù, tập tính sống của chúng cũng độc đáo như vẻ ngoài vậy. Tùy theo từng chu kỳ, chúng sẽ sống ở dạng đơn lẻ hoặc kéo theo từng băng đảng, liên kết cơ thể với nhau tạo thành một chuỗi lớn, vừa có thể cùng ăn, cùng di chuyển và cùng phát triển. Loài cá bống biển này được mệnh danh là máy lọc sinh học của đại dương bởi khả năng loại bỏ carbon cực kỳ tốt, giúp trái đất khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoài cá bống biển, loài sinh vật đẹp đẽ dường như vô hình mà chúng ta đang được thấy đây là lươn thủy tinh, một cái tên nói lên tất cả. Nhưng điều thú vị là loài lươn này không thật sự giữ một vẻ không màu như thế trong suốt cả cuộc đời, mà khi đến giai đoạn trưởng thành, da của lươn sẽ biến đổi sang màu vàng. Rồi đến lúc sinh sản, da của lươn lại chuyển sang màu bạc và chúng chỉ sinh sản duy nhất một lần trong đời rồi đăng xuất. Tuổi thọ của chúng cũng kéo dài tới 80 năm cuộc đời và đạt chiều dài tới hơn 1 mét, nặng hẳn 6 kg khi trưởng thành. Đây được gọi là vàng trắng bởi việc buôn lậu siêu lợi nhuận. Ban đầu, tại châu Âu, lươn non chỉ có giá 0,1 euro, nhưng khi cập bến Hồng Kông, giá của nó là 1 euro và chỉ sau 1 năm nuôi nhốt, giá sẽ lên tới 10 euro. Lươn thủy tinh thường bị đánh bắt và di chuyển từ khi còn non bởi cơ thể trong suốt dễ che giấu. Những kẻ buôn lậu sẽ giấu lươn trong hành lý bay, đựng trong những chiếc túi chứa đầy nước và oxy. Bọn chúng bắt và nuôi con non tới khi trưởng thành mới đem đi tiêu thụ. Điều này khiến cho lượng lươn ngoài tự nhiên ngày càng khan hiếm và giá cả tăng vọt. Lý do chúng được săn tìm đến thế bởi chúng được coi là món đặc sản giúp tăng cường sinh lý. Lươn thủy tinh ở Trung Quốc có giá hơn 130 triệu đồng một cân, đây thật sự là cái giá trên trời, khiến chúng trở thành loài lươn đắt nhất thế giới. Cá mập thiên thần, một loài sinh vật không trong suốt và xinh đẹp như hai loài ở trên, thế nhưng chúng lại sở hữu một khả năng ẩn thân chi thuật rất tài tình. Loài cá mập này dùng lợi thế thân hình mỏng manh để ẩn náu dưới lớp cát, rồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi ngon lành nào đó đi ngang qua. Chỉ cần có cơ hội, nó sẽ chờ đến lúc thời cơ chín muồi để tung cú đớp cực kỳ nhanh gọn lẹ, rồi nuốt ực con mồi xấu số. Với màu da tương đồng với lớp cát dưới đáy biển, cá mập thiên thần rất hào hứng vùi mình vào cát, khả năng phục kích thượng thừa, khiến cho ai nhìn thấy cũng không thể ngừng trầm trồ. Nhìn thế này thì mấy ai có thể phát hiện ra chúng được cơ chứ, với cái miệng rộng hoắc như hố đen vũ trụ, cách thức bắt mồi cũng là hút con mồi vào phía trong. Thế giới tự nhiên đúng là kỳ ảo và thích thú quá nhỉ. Tạm biệt những sinh vật độc đáo ngoài kia, chúng ta ghé thăm một người bạn mới của Bún. Chị Bảy tuy không trọ nhưng được cái rất yêu động vật. Trong một chuyến đi siêu thị sương sương muốn mua cả thế giới, thì bất ngờ phát hiện ra một con. Chẳng cần suy nghĩ nhùng nhằng, chị quyết định ngay việc sẽ mua em nó về để thử một lần tái sinh, xem con cua có thật sự sống được hay không. Con cua chỉ có giá 1 đô, nếu thật sự sống tốt, đây sẽ là pet cưng rẻ nhất mà chị từng sở hữu. Con cua sẽ được gọi là sợi mì. Tuy mua cua giá rẻ, nhưng tiền xây nhà cho em nó lại ngốn kha khá. Tin vui nhen nhóm là khi có nước, con cua bắt đầu chơi trò thổi bong bóng khá vui. Và khi đã quen, nó di chuyển ban đầu khá chậm rãi, rồi ngay sau đó là nhanh nhẹn thực hiện điệu nhảy rất hay ho. Có vẻ em nó đã sẵn sàng để vào ngôi nhà mới rồi. Chị Bảy từ từ thả nó vào trong, con cua ngay lập tức tìm một hốc nhỏ làm nơi trú ngụ. Nhưng nhìn kỹ, ngọc thể của em nó không thật sự khỏe mạnh. Con cua còn chẳng chịu ăn uống, điều này thật tệ, nó khiến chị Bảy vô cùng lo lắng, dù đã kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày nhưng không có hiệu quả. Nghĩ rằng nó cô đơn, nên chị thêm vào đó một con cua đỏ bé hơn, vô cùng khỏe mạnh và sẵn lòng ăn cả thế giới ở trong cái bể mới. Chị để yên cho cả hai âm thầm sống với nhau, và rồi sau 5 ngày không ăn uống, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bất thình lình,
con sợi mì đã dùng càng kẹp ngay con tôm khi nó lại gần và bắt đầu ngấu nghiến nó. Sau khi ăn no, sợi mì dường như bùng nổ sức mạnh, nó bắt đầu khám phá khắp bể, hăng hái và khỏe mạnh. Nhưng rồi chị Bảy nhận ra, có vẻ như cái bể này quá nhỏ so với mong muốn của nó. Ngắm kỹ lại những hệ sinh thái bản thân đang sở hữu, rõ ràng những pet cưng khác tuy bé nhỏ nhưng có ngôi nhà khổng lồ hơn nhiều. Vì thế chị lại lên đường tìm kiếm những món đồ cần thiết. Chị tự tay tạo ra phiên bản tốt nhất cho ngôi nhà, tin rằng chắc chắn nó sẽ trở nên tuyệt vời và hoàn toàn phù hợp cho bé cưng nhà mình. Dù rằng bé cưng lúc này đã khỏe lại và có vẻ hơi quá đà trong việc phô trương sức mạnh của cặp càng màu cam chói lóa. Nhờ sự giúp đỡ của anh chàng hàng xóm, cái bể trong mong muốn của chị Bảy đã được mang về nhà trong sự mong chờ vô cùng lớn. Tuy vậy, những món đồ tái sử dụng này thật sự cần rất nhiều công sức để sửa lại. Với số lượng gỗ chị Bảy đã sử dụng, Bún mạnh dạn đoán nó còn đắt tiền hơn việc mua một ngôi nhà mới ấy chứ. Nhưng công việc này đúng nghĩa làm vì đam mê mà thôi, ngồi nhà cho cua xanh nên chị sẽ chu đáo sơn cho nó đồng bộ. Sau quá trình tốn đủ thứ từ tiền bạc, công sức và thời gian thì ngôi nhà đã chính thức hoàn thành, đặt cái bể vào trong thì đúng là 10 điểm không nhưng. Nhìn sự hào hứng của con cua thì chắc nó cũng đang mong chờ lắm. Chị Bảy tiếp tục công cuộc tiêu tiền của mình khi sắm thêm hệ thống nước nôi và ánh sáng cực kỳ hoành tráng. Không thể thiếu cát và đá như đáy biển, và đương nhiên rồi, ngôi nhà gỗ chị đã tốn nhiều công sức tạo nên cũng không thể bỏ phí được. Có thật đây là con pet rẻ nhất không chị Bảy ơi? Nhìn thôi đã thấy toàn mùi tiền rồi, trong nước khi soi kỹ thì có khá nhiều sinh vật bé nhỏ làm bạn với sợi mì đấy chứ. Giờ lành đã điểm, sợi mì được cho vào trong bể, thật khỏe mạnh và hiếu động, nó nhanh chóng thích nghi với mọi thứ xung quanh. Cực kỳ đáng mừng khi thấy cảnh đó, chị Bảy không nói nên lời khi thấy sợi mì nhanh chóng cắp ngay miếng tôm ngon lành rồi chui tọt vào nhà. Khứa này kể ra cũng khá là dễ tính đấy chứ, đã coi ngôi nhà mới như thân thuộc lắm rồi, cũng xem như không phụ lại công sức của chị Bảy. Các bạn nghĩ sao về công trình đầy tốn kém này của chị Bảy? Bạn có muốn xem nhiều video hơn về cô gái tài năng và yêu động vật này không? Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún Phở rất biết ơn về điều đó và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.